Xuất phát từ mâu thuẫn gia đình trong lúc nóng giận, người chồng đã không làm chủ được hành vi của mình và đâm vợ tử vong. Sau đó, người này đưa vợ đi cấp cứu nhưng người vợ đã không qua khỏi. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn. Cơ quan công an đã huy động lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ xác minh, điều tra để nhanh chóng truy bắt kẻ này. Vào khoảng 21 giờ tối ngày 11 tháng 1, trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Đặng Quang Sơn, sinh năm 1986, ngụ Mỹ Hào, tỉnh Hương Yên, đã dùng kiếm dài 103cm đâm vào ngực bên phải của vợ. Thấy vợ trọng thương, đối tượng ẩm vào thang máy đưa đi cấp cứu. Vụ việc được camera an ninh chung cư lại Hồng Phúc, phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hương Yên ghi lại. Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa Khoa Phố Nối, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội, xong do vết thương nặng, nạn nhân tử vong. Và theo thông tin ban biên tập mới cập nhật, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ đối tượng Đặng Quang Sơn vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 12 tháng 1 khi đang lẫn trốn trên địa bàn phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Công an đang điều tra về hành vi giết người của y.